Quỳnh Thư, Tiến Linh đang tìm hiểu nhau. Người mẫu Quỳnh Thư sinh năm 1989 đang tìm hiểu cầu thủ Tiến Linh sinh năm 1997. Bạn thân của Quỳnh Thư cho biết mối quan hệ của cả hai tiến triển tốt đẹp. Tiến Linh dù bận rộn thi đấu ở UAE vẫn nhờ người quen gửi quà, đồ ăn từ Bắc vào cho cô. Thông tin Quỳnh Thư, Tiến Linh hẹn hò rộ lên khoảng một tuần nay. TikTok của cầu thủ chỉ theo dõi 3 tài khoản, trong đó có 2 tài khoản liên quan đến ăn uống, người còn lại là Quỳnh Thư. Trước trận Việt Nam UAE tối 15 tháng 6, Quỳnh Thư dự đoán Việt Nam thắng UAE 1-0, hứa đổi avatar ảnh người ấy nếu đội tuyển chiến thắng. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè thân thiết của Quỳnh Thư nói cô quan tâm đến bóng đá hơn hẳn trước đây vì có bạn trai là cầu thủ. Đáp lại, người đẹp cười cho biết chưa muốn lên tiếng chuyện tình cảm và mong mọi người không trêu cô. Quỳnh Thư là người mẫu, diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, cô gây chú ý trong một số phim truyền hình như Sắc Đẹp và Danh Vọng, Vũ Khí Sắc Đẹp, Cô Nàng Bất Đắc Dĩ, Ghen. Cô cũng từng là người mẫu thuộc công ty Venus do Vũ Khắc Tiệp quản lý. Hiện tại, cô ít hoạt động ở làng giải trí, tập trung kinh doanh. Tiến Linh quê ở Hải Dương, đang thi đấu vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ bóng đá BKMX Bình Dương. Trong màu áo tuyển quốc gia, Tiến Linh cùng đồng đội vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019. Tiền đạo thể hiện duyên ghi bàn ấn tượng ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Với 5 pha lập công sau 6 trận, anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại. Tiến Linh từng hẹn hò với diễn viên Hồng Loan, sinh năm 1994. Tuy nhiên, họ dừng tìm hiểu sau hơn 3 tháng. Cầu thủ nói họ chưa có tình cảm với nhau đủ nhiều và giữ quan hệ bạn bè. Tại vòng loại World Cup, Hồng Loan cũng đăng ảnh chụp từ phía sau của Tiến Linh thay lời cổ vũ cho anh và đội tuyển. Chắc hẳn rằng các bạn đã biết Thư qua những vai diễn hoặc là một người mẫu. Nhưng mà hiện tại thời gian này thì Thư muốn chuyển sang ngành nghề cũng khá mới lạ ở Việt Nam. Đó là spa và hotel cho chó mèo. Thư nhìn nhận được là ở Việt Nam mình tình yêu và khi mà mọi người dành cho động vật ngày càng phát triển và ngày càng nhiều hơn, nên là nhu cầu spa và hotel thì cao hơn. Tôi đang đứng ở một phòng VIP, khách sạn VIP dành cho chó mèo. Cũng như các bạn thấy là ở đây mỗi phòng nó nằm riêng biệt với nhau như vậy. Và trong đó thì có nệm, có đồ chơi, có thức uống và có khay để đi vệ sinh. Và đây là những căn phòng VIP nhất ở khách sạn của Phúc Tân này. Khi mà đến đây thì các bé được giao lưu với nhau, được đi dạo công viên nè. Phòng thì sẽ được vệ sinh 2 tiếng một lần. Bên cạnh đó thì các bé sẽ được tắm nắng, nghe nhạc thư giãn và điều hòa thì mở 24/7. Và đây là khu vực dành cho mèo. Thì bây giờ đến những cô cậu mèo sang chảnh kêu xa. Mèo thì giống nó lại khó tính hơn là chó các bạn ạ. Bé đến đây, mỗi bé, mỗi tính cách. Có bé thì rất năng động và những bé năng động như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể làm cho các bé ngồi yên. Thì bên Thư sẽ tìm hiểu và điều tra tính cách bé thích gì, muốn gì. Có những bé thì massage đúng những cái mà điểm nguyệt á. Nên là bé sẽ rất là thích và sẽ nằm yên cho chúng ta làm massage. Những bé thì lại thích là nói chuyện, tâm sự, trò chuyện, vuốt ve. Bữa ăn ngày hôm nay thì có phô mai nè, có xúc xích nè, có những cái loại thịt riêng chuyên về cho các chó. Bên cạnh phô mai, xúc xích thì có thịt xay và rau củ quả nguyên chất và tươi được chế biến mỗi ngày. Có lẽ trong khoảng thời gian này thì Thư sẽ tạm gác lại công việc nghệ thuật của mình để tập trung vô kinh doanh này. Thư cảm thấy rất vui và thoải mái khi mà làm được những việc mà mình yêu thích. Đây không phải là việc kiếm tiền nữa mà là giúp Thư xả stress và sau những công việc căng thẳng ngoài kia.